Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh ô tô cũ Hùng Mỹ Linh. Và hôm nay bên mình mới tuyển về một mẫu xe nhỏ bé xinh xinh, và đặc biệt này là màu đỏ phong thủy. Một cái mẫu xe số tự động được rất nhiều các chị em đang tìm kiếm đây. Bác nào mua cho vợ trong cái dịp chuẩn bị đến giỗ tổ mùng 10 tháng 3 thì mình sẽ tiến cử chiếc xe này. Và hôm nay mình sẽ review để gửi tới các bạn về một em Matiz nhập, sản xuất năm 2008 các bạn nhé. Chiếc này nó là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây các bạn này, số tự động. Một chiếc xe đi thay những chiếc xe SH, một chiếc xe thay cho những chiếc xe máy để các bác mua cho vợ con. Đi trong phố, đi làm, đi đến công ty, đi đến công xưởng, đi chợ, đi búa. Thì đây là một cái lựa chọn rất ok các bạn nhé. Và cái màu này nó rất hiếm các bạn này. Cái màu đỏ này nó rất hiếm các bạn nhé. Cái dòng nhập khẩu nguyên chiếc thì đã được toàn bộ mâm nó mâm đúc theo xe đấy các bạn này. Và một chiếc xe có đúng được như các bạn tìm kiếm ngon bổ rẻ không thì các bạn cứ cùng mình đi hết video này. Xin giới thiệu lại với các bạn, chiếc xe này sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bạn nhé. Cái dòng này thì xăng dầu ăn như người, phụ tùng lành bền dễ thay. Đấy, máy chỉ có 0,8 thôi, nhưng loại này là số tự động các bạn nhé. Đấy, một cái form dáng xe đô thị nhỏ bé xinh xinh, với một khuôn tiền giá nó chỉ có nhô 1 đồng thôi. Thì các bạn sẽ có một cái phương tiện ô tô đăng ký 5 chỗ để vợ con, vợ đưa con đưa cái đi đến trường, đi học hoặc đi chợ, đi búa, đi thay xe máy các bác nhé. Một phân khúc xe tập lái che nắng che mưa. Và cái form dáng của em nó đây. Và phần sườn xe bên lái đây các bạn này, sơn si nó đồng đều. Cam kết cho các bạn là thân vỏ nó không bị cái lỗi tay lạn, và đặc biệt là máy nó không bị thủy kích các bạn nhé. Đấy, và một chiếc xe có còn đẹp, có đáng để các bạn xuống tiền mua hay không thì các bạn cứ bớt chút thời gian cùng mình đi hết video này. Các bác nhiều tiền thì chắc chắn khi quay những chiếc xe này lên các bạn sẽ không quan tâm. Nhưng đây là một phân khúc xe dành cho thu nhập thấp các bạn nhé. Cũng như các bác có điều kiện có xe đẹp rồi, mua thêm một chiếc nữa để vợ con thay xe máy, đi trong phố, đi chợ, đi búa thì tuyệt vời. Hoặc là chị em có thu nhập trung bình, đi làm công ty, cơ quan. Đấy. Chiếc này đăng ký 5 chỗ, sản xuất năm 2008. Và cái phần sườn xe bên phụ cũng vậy đây các bạn này. Sơn si đồng đều, những cái đường mạch giáp danh giữa ba đợt sốc và thân xe đây các bạn này. Nó khăng khít đồng đều các bạn nhé, mâm đúc theo xe. Lốp thì còn trên 80%. Và toàn bộ đèn trước, đèn sau, nó là đèn zin nguyên bản theo xe hết các bạn này. Một cái form dáng nhỏ bé xinh xinh, một cái mẫu xe luồn nách trong phố, xăng dầu ăn hợp lý, phụ tùng thì dễ kiếm, dễ thay. Không cần phải giới thiệu nhiều thì các bạn cũng đã biết đây nó là một cái mẫu xe ít tiền, nhưng lại bù lại được một cái hộp số tự động. Cái dòng Matiz này thì rất nhiều các bác mua để cho vợ con chọn là phương tiện che nắng che mưa, đi trong phố. 2008 là cái cốp sau này là cốp bấm đấy các bạn này, từ cái chữ Matiz nó còn nguyên hết. Các bác quan tâm đến cái mẫu xe cỏ thì cứ alo trực tiếp cho mình theo số online mình để phần giới thiệu. Và cột sau máng nước đây các bạn này, sơn nó vẫn còn sơn nguyên các bạn, chưa phải một giọt sơn nào về phần lõi của nó đây. Đấy, đinh đố này, cột sau máng nước, đèn zin các bạn nhé. Và nội thất này mình sẽ giới thiệu từng phần cho các bạn. Đấy, nội thất của em nó là ghế theo xe các bạn nhé. Những chiếc xe đời thấp mà kiếm được một chiếc xe mà còn nội thất zin theo xe này nó cực hiếm luôn. Chính tỏ là chủ nhân đi cực kỳ giữ gìn mới giữ được một cái bộ nội thất Matiz Korea như thế này. Đấy, trần nỉ đây các bạn này. Anh em quan tâm đến cái kênh Châu Ô Tô số 1 Hùng Mỹ Linh thì chắc chắn các bạn có để ý cái dòng này bên mình bán rất nhiều các bạn nhé. Đúng chuyên môn, đúng chuyên ngành rồi. Cho nên là tuyển xe rất kỹ. Anh em mua về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Dọn dẹp sạch sẽ rồi, con này máy gầm đại chất. Số má kiểm tra tích chích test hết rồi, nó rất mượt các bạn nhé. Đấy, phụ tùng kèm theo theo xe này từ kích. Chưa phải một giọt sơn nạ nào. Đấy, nốp dự phòng đây các bạn này. Đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Nói chung là bên mình đã chích test hết rồi, các bạn mua chiếc xe này về sẵn đi thôi. Không có gì phải quảng cáo nhiều, cũng như là dùm beng nhiều, mình sẽ quay thật chi tiết từng phần để các bạn đi đến từng phần của xe xem chiếc xe có xứng đáng để các bạn mua với cái giá nó nhô 1 đồng hay không. Đấy, lốp đẹp, cua lốp này. Cái dòng Matiz thì các bạn hay sợ mục mọt, nhưng riêng cái dòng Matiz Nhật thì nó không có tên là mục mọt các bạn nha. Đấy, gầm này,
gầm vàng ươm sáng luôn, thẳng căng, không dùng hóa chất tẩy rửa, để nguyên mộc luôn. Từ cái gương chiếu hậu đây các bạn này, nó vẫn còn zin nguyên bản theo xe Margin Korea, với một cái cửa tiền nó nhô một đồng thì chắc chắn đây nó là lựa chọn số 1. Không còn cái đối thủ nào lò số tự động mà lại hơn các bạn nhé. Nội thất này, từ cái táp ly đồ nhựa này, từ cái lỉ táp ly nó còn nguyên đấy các bạn này. Và một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít các bạn thấy cái đồ nhựa này, nhựa rất tươi các bạn nhé. Đấy, táp lô đây, nó không phải là cái dòng taxi. Cái dòng này thì gần như không có taxi các bạn nhé, cho nên các bạn yên tâm vào taxi dịch vụ luôn. Một chiếc xe rất đẹp đây các bạn này. Đấy, cái củ số này, chạy nhiều là củ số phải mòn, như đây củ số còn tương đối đẹp các bạn nhé. Số AT. Chấm điểm được một bộ áo ghế đây các bác này. Thường là những cái đời sâu này thì cái nội thất theo xe nó sẽ mất, nhưng chiếc này nó còn nguyên hết đây các bác này. Bua lăng phím quài thì quá mới luôn. Tất cả những chiếc xe khi mình quay video đang bán là đều đã được kiểm duyệt check test hết rồi. Các bạn mua về sẵn đi thôi. Đấy, ốc nhãi bản này, phía bên phụ này chưa chạm cả lê tháo lắp gì. Xin giới thiệu với các bạn là chiếc này là sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bạn nhé. Không hơn không kém em nó là một mẫu xe cỏ, một mẫu xe số tự động ít tiền. Nhưng đây chỉ này, đấy, cả hai cánh chỉ cánh nó còn zin hết, lòng trong cánh cửa họng khóa còn sáng quắc các bạn nhé. Cái dòng số tự động thì bên mình hiện giờ chỉ còn hai chiếc xe cỏ thôi, chiếc Matiz 2008 này và chiếc Kia Morning đây các bạn này. Chiếc này là 2009 thì cái chiếc này thì nó đắt tiền hơn. Bạn nào đầu tư nhiều hơn thì lấy chiếc này. Bản SX sản xuất năm 2009 cũng là số tự động màu xám lông chuột các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết về chiếc này. Cái dòng này nó có một cái thanh giá lóc này các bạn này. Khi các bạn đi, chị em đi trên đường cần mua những cái đồ nhẹ chằng lên, lấy cái dây chằng lên để trở về nhà vô tư. Cỏ nhưng nó phải đẹp các bạn nhé, kính zin. Các bạn tham rẻ mua những chiếc xe lỗi lát và rất mất thời gian, mất công đi sửa chữa suốt ngày, khả năng làm đường cao, chuẩn bị đến những cái ngày nghỉ giờ, những cái dịp nghỉ lễ dài ngày, dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chị em nào đang có nhu cầu mua xe để đi trong cái dịp lễ nghỉ dài ngày, về quê thăm chiến hữu đồng đội, thăm lội thăm ngoại thì lấy luôn em này các bạn nhé. Bảo hành về động cơ cũng như là bảo hành về xe cho các bạn luôn. Nếu bên mình tả sai các bạn mang xe đến bên mình hoàn tiền. 2008. Cái dòng này như ban trước mình giới thiệu mình bán rất nhiều, cho các bạn yên tâm về chất lượng luôn. Bán khắp mọi miền Tổ quốc rồi. Đây các bạn để ý này. 2008 mà cả bốn cánh keo chỉ nó còn zin họng khóa nó sáng trắng như thế này. Và cái lỉ táp ly nó còn nguyên như này thì các bạn biết là chất lượng của xe rồi. Hàng ghế thứ hai đây, toàn bộ cái phần khung trong này là sơn zin các bạn nhé. Bên ngoài thì không tránh khỏi được vì em nó đã sản xuất lâu năm rồi, đã đi được hơn chục năm rồi thì đương nhiên cái phần tỉa tót sơn zin không tránh khỏi. Ông nhái bản phía bên lái đây các bạn này, tem mác nó còn nguyên. Các bác có kênh rồi cho mình xin một nút like. Còn các bác chưa kênh thì đăng ký ủng hộ mình để bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Bốn cái họng khóa nó còn sáng trắng các bạn này. Chỉ này. Đấy. Chơi cái đồ cổ phải là đẹp. Đẹp với xấu lô cũng chênh nhau chỉ tầm 15 triệu thôi. 10-15 triệu thôi các bạn nhé. Không thể hơn được. Nhiều bác cứ bảo là bên kia bán thì lọ, bên lọ bán thì chai. Đây. Chất lượng nó nói lên tất cả, hình ảnh nó nói lên tất cả đấy các bạn. Kiếm đâu ra một bộ áo ghế Margin Korea đẹp như chiếc này. Trần này, trần nỉ tươi mới các bạn nhé. Tất cả ốc này còn chưa chạm cả lê tháo lắp gì. Và một chiếc minh chứng thay cho lời nói các bạn này, chân ga, chân phanh, cao su nó còn nguyên. Và một chiếc xe chạy nhiều chạy ít nó thể hiện lên chính cái bu lăng phím còi các bạn nhé. Đấy, đồ nhựa tươi mới. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe nhỏ bé xinh xinh, một mẫu xe đi thay xe máy thì alo trực tiếp cho mình. Gãy nhẹ là lổ thôi các bạn ạ.
Đầu đài thì sẵn rồi, các bạn mua về sẵn đi thôi. Đấy, túi khí này, một túi khí này các bạn này. Khi quay video là tuyệt đối không mở âm nhạc, mở nhạc to sẽ bị vi phạm bản quyền. Đấy, kính này các bạn này. Cũng như bản trước mình đã thông báo và giới thiệu với các bạn, khi quay video thì mình luôn dùng hình ảnh thay cho lời nói. Khi các bạn xem video còn điều gì vẫn chưa được thỏa mãn, các bạn cứ alo trực tiếp cho mình. Mình sẽ trả lời chi tiết cho các bạn thông tin xe và giá. Đấy, đèn đóm của em nó đây, từ cái đèn soi bảng số nó còn nguyên các bạn nhé. Nội thất zin nguyên bản theo xe. 2008 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc với một khuôn tiền giá bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 128 triệu các bạn nhé. Bạn nào yêu màu đỏ ghét sự giả dối thì đây là một cái lựa chọn số 1. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội từ đầu các bạn nhé. Tuy rằng là những chiếc xe ít tiền nhưng bên mình tuyển rất kỹ, không bao giờ tuyển những chiếc xe lỗi lát, để các bạn dùng nó được yên tâm. Nắp capo tem mác nó còn nguyên đấy các bạn này. Toàn bộ khung răng, lỗ tròn vo, sơn nó là sơn zin. Và đặc biệt này, hai bên máng nước cũng như là răng đầu đấy các bác này. Màu đỏ từ đầu không phải là màu đổi các bạn nhé. Bác nào có kênh rồi thả cho mình một nút like để hai bên tương tác chào nhau một chút. Còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình. Có thể chiếc xe này không ưng ý thì chiếc sau sẽ ưng ý, thì khi có xe mới về nó sẽ tự động báo cho các bạn luôn. Đấy, máy đang nổ đấy các bạn này. Ba máy, máy 0,8 cực kỳ tiết kiệm xăng. Đấy, máy này. Con này mình đã test thử rồi, máy số mượt mà các bạn nhé, đi đường dài bao phê cho các bạn luôn. Và để kết thúc chương trình, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và đây, bạn nào yêu thích đầu tư nhiều tiền hơn thì em này 2009 Kia Morning bản SLX, sản xuất năm 2009 bản đặc biệt, hai túi khí, một dàn lốp mới đây các bạn này. Máy eco số dí dắt các bạn nhé. Còn rất nhiều những mẫu xe nữa. i10 thì hiện giờ bên mình còn rất nhiều. Toàn hàng bản đủ thôi các bạn nhé. Toàn bản đủ không khoan đục. Trước này thì 2015 lăn bánh lần đầu, 2016 hồ sơ cầm tay. Các bạn mua chỉ bấm biển cho ngày thôi. Giá của nó là chưa đến. Chiếc này thì là nhô 2 đồng và chiếc bên cạnh thì dưới 2 đồng. Và địa chỉ của mình đây, mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam chỉ có 2 cây số thôi. Các bạn quan tâm alo trực tiếp cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.